Bản tin tối ngày 2 tháng 2 Lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố đang chiến đấu với Hamas ở tất cả các khu vực của Gaza. Hệ thống vòm sắt chặn mục tiêu trên không đáng ngờ từ giải Gaza. Ukraine tuyên bố đã đánh chìm tàu chiến của Nga ngoài khơi bờ biển Crimea và phóng loạt tên lửa khổng lồ vào bán đảo. Ukraine tấn công sân bay Belbek, tướng Nga bị tiêu diệt. Trung Quốc có ca nhiễm cúm gia cầm kết hợp với cúm mùa đầu tiên trên thế giới. Bác sĩ Đài Loan cho biết không cách ly sớm có thể dẫn đến thảm họa. Ấn Độ phóng thích chim bồ câu bị nghi là gián điệp của Trung Quốc. Tàu Hải quân Việt Nam cứu và đưa 5 ngư dân trên tàu cá Bình Định bị chìm kịp về đất liền đón Tết. Các sân bay nội bài, Vinh và Thọ Xuân đã được khai thác trở lại. Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin tối ngày 2 tháng 2 của DKN. Kính mời quý vị cùng thưởng thức hồng trà san tuyết sùng đô của Đạm Thủy. Trà có vị ngọt mật sâu lắng, được lên men hoàn toàn tự nhiên. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573. Xin trân trọng cảm ơn. Mở đầu chương trình là thông tin đáng chú ý về điểm nóng Trung Đông. Lực lượng phòng vệ Israel IDF báo cáo rằng đã tiêu diệt hàng chục thành viên Hamas ở khu vực Khan Yunis trong ngày 1 tháng 2 vừa qua, giữa lúc giao tranh vẫn tiếp diễn ở tất cả các khu vực của giải đất này. Theo IDF, ở phía tây Khan Yunis, lữ đoàn lính dù đã tiêu diệt khoảng 20 tay súng, chủ yếu là trong các cuộc giao tranh cận chiến. Lính dù của Israel cũng đột kích vào một số địa điểm của Hamas trong khu vực và thu giữ được vũ khí của lực lượng này. Cũng ở phía tây Khan Yunis, lữ đoàn Kivati đã chỉ đạo các cuộc không kích nhằm vào một số tòa nhà được Hamas sử dụng và một đơn vị bắn tên lửa chống tăng vào các lực lượng của Hamas. Trong một vụ việc khác, binh lính Kivati đã tiêu diệt thêm một chi bộ của Hamas và chiếm giữ một kho súng chống tăng RPG. Trong khi đó, ở trung tâm Gaza, Hải quân Israel đã tiến hành các cuộc tấn công dọc theo bờ biển của giải Gaza, hỗ trợ lực lượng mặt đất của lữ đoàn Nahan đang hoạt động trong khu vực này. Đồng thời, tại trại Sati ở phía bắc Gaza, lữ đoàn thiết giáp 401 cũng đã tiêu diệt hơn 10 tay súng trong ngày vừa qua. Ngoài ra, IDF còn cho biết, trong một sự cố bất thường, chỉ sau một đêm, hệ thống tên lửa Iron Dome đã chặn một mục tiêu trên không đáng ngờ xâm nhập vào không phận Israel từ Gaza. Một cảnh báo đã vang lên trên ứng dụng di động của Bộ Tư lệnh Mặt trận tại các khu vực chống. Các diễn biến vẫn đang được cập nhật thêm. Chuyển đến phần thông tin liên quan đến chiến sự tại Đông Âu. Tình báo quân sự Ukraine cho biết Binh sĩ nước này đã đánh chìm một tàu chiến Nga ngoài khơi bờ biển Crimea vào đêm ngày 1 tháng 2, dáng đòn mới nhất trong một loạt đòn nhằm vào hạm đội biển đen của Nga, sau khi tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào bán đảo do Nga chiếm đóng vài giờ trước đó. Cơ quan của Ukraine cho biết, tàu tên lửa dẫn đường của Nga Ivanov đã bị trúng nhiều phát đạn vào thân tàu trước khi bị chìm trong đêm tại cảng hồ Donutslav, hồ sâu nhất của Crimea cảnh quay ban đêm do Ukraine cung cấp, cho thấy các máy bay không người lái của hải quân nước này lao về phía tàu của Nga trước khi phát nổ bởi va chạm, gây hư hại đáng kể cho con tàu. Ở cuối video, con tàu dường như đã bị chìm, chỉ còn mũi tàu nhô lên khỏi mặt nước. Kênh truyền thông Mỹ CNN báo cáo, không thể xác minh độc lập các tuyên bố của Ukraine và cũng không rõ đoạn phim nào cho thấy con tàu bị tấn công và vào lúc nào. Vụ đánh chìm tàu Ivanov là vụ mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hạm đội Biển Đen của Nga. Khi lực lượng này cố gắng giáng những đòn chiến lược và mang tính biểu tượng, chống lại lực lượng của Nga đã sắp nhập Crimea vào năm 2014. Cuộc tấn công nhằm vào tàu Ivanov diễn ra vài giờ. Sau khi vào hôm 31 tháng 1, Ukraine đã phóng một loạt tên lửa vào bán đảo Crimea. Điều mà tư lệnh không quân Ukraine mô tả là một phần của việc làm sạch Crimea khỏi sự hiện diện của Nga. Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Ukraine đã phóng 20 tên lửa dẫn đường trên không vào bán đảo Crimea. Trong đó, lực lượng phòng không của Nga đã tiêu diệt 17 tên lửa trên Biển Đen và 3 tên lửa khác trên bán đảo. Lực lượng Nga còn cho biết, một số tên lửa đã bị đánh chặn gần sân bay Belbek, gần thành phố Sevastopol. Thống đốc thành phố do Nga bổ nhiệm Mikhail Rasvochev đã cho biết vào ngày 31 tháng 1, quân đội của chúng tôi đã đẩy lùi một cuộc tấn công lớn vào Sevastopol. Đồng thời ông cũng cho biết thêm, hơn 6 tên lửa đã bị bắn hạ. Ông Rasvochev cho biết khoảng một chục tòa nhà đã bị mảnh vụn rơi trúng, nhưng không có báo cáo về thương tích. Sân bay Belbek trước đây là căn cứ của Lữ đoàn Hàng không Chiến thuật 204 của Ukraine. Tư lệnh không quân Ukraine, ông Mykola Omichuk, cùng ngày hôm đó đã cho biết trên mạng Telegram, kèm theo video về một vụ nổ, rằng các phi công Ukraine chắc chắn sẽ trở về sân bay quê hương. Đồng thời tôi cảm ơn tất cả những người đã góp phần làm sạch Crimea khỏi sự hiện diện của Nga. Kênh CNN không thể xác minh độc lập các tuyên bố của cả hai bên. Các cuộc tấn công xảy ra khi có nhiều đồn đoán về khả năng sa thải Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Jaluzhani, sau nhiều tuần đồn đoán ngày càng tăng về căng thẳng với Tổng thống Zelensky. Tin tiếp theo, kênh Telegram Krimsky Queen của Nga đưa tin trong cuộc tấn công của Ukraine vào sân bay Belbek ở Crimea, tướng Nga Alexander Tatarenko đã bị thiệt mạng. Theo kênh Telegram này, 10 quân nhân của Nga đã thiệt mạng, trong đó có chỉ huy phi đội hàng không, trung tướng Alexander Tatarenko. Chưa thể xác minh độc lập thông tin từ nguồn này, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cũng chưa lên tiếng về vụ việc. Theo thông tin từ các nguồn mở, vị tướng này 63 tuổi, ông phục vụ ở Viễn Đông, Uran, Siberia và các vùng phía Bắc nước Nga. Năm 2016, ông được bổ nhiệm làm tư lệnh quân đoàn 14 của lực lượng không quân và phòng không thuộc quân khu trung tâm Liên bang Nga. Ông cũng là phi công quân sự hạng nhất. Truyền đến một tin nóng về dịch bệnh. Sarah Hope đưa tin vào ngày 2 tháng 2, trường hợp nhiễm đồng thời cúm gia cầm H10N5 vào cúm mùa H3N2 đầu tiên trên thế giới vừa được phát hiện ở Trung Quốc. Bệnh nhân đã tử vong sau khi phát bệnh 17 ngày. Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm ở Đài Loan Hoàng Kiến Hiền cho rằng nếu không thể cách ly sớm, điều này có thể trở thành thảm họa. Cục Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc mới đây đã cho biết bệnh nhân là một phụ nữ 63 tuổi ở Tuyên Thành, tỉnh An Huy. Vào ngày 30 tháng 11 năm ngoái, bà đã có các triệu chứng như ho, đau họng và sốt. Bà được đưa đến bệnh viện vào ngày 2 tháng 12 và được chuyển đến Bệnh viện tỉnh Chiết Giang vào ngày 7 tháng 12. Bà được nhập viện tại cơ sở y tế và đã qua đời vào ngày 16 tháng 12 do bệnh nặng. Sau đó bà được phát hiện nhiễm cùng lúc cả H10N5 và H3N2. Đây cũng là trường hợp người nhiễm cúm gia cầm H10N5 đầu tiên trên thế giới. Quan chức của chính quyền Bắc Kinh nhấn mạnh đây là trường hợp ngẫu nhiên và không xảy ra lây truyền từ người sang người. Theo báo cáo của Liên Hơn News Network vào ngày 2 tháng 2, Tổng thư ký Hiệp hội các bệnh truyền nhiễm Đài Loan Hoàng Kiến Hiền đã cho biết, khi virus cúm động vật lần đầu biến đổi, chúng không có khả năng lây nhiễm cao, nhưng tỷ lệ tử vong của người nhiễm bệnh lại cao. Một khi việc trao đổi gen có thể xảy ra lần nữa, đột biến có thể làm tăng khả năng lây nhiễm và tỷ lệ tử vong. Nếu người bệnh không được cách ly và điều trị sớm, việc này có thể dẫn đến thảm họa. Thời điểm này chúng ta không cần phải quá lo lắng, nhưng nên chú ý đến những thay đổi. Liên quan đến trường hợp này ở Trung Quốc, chuyên gia Hoàng Kiến Hiền cho rằng H10N5 không dễ lây sang người và vì hiện tại đang là mùa đông nên không cần lo lắng về việc chim di cư mang virus về phía Nam. Người dân đi làm ở Trung Quốc hoặc về nước trong dịp Tết nên đặc biệt chú ý đến việc phòng chống dịch bệnh. Chuyển sang một thông tin khác. Theo trang Sky News vào cuối tháng 1 vừa qua, cảnh sát Ấn Độ đã đồng ý phóng thích một con chim bồ câu bị nghi là thiết bị gián điệp của Trung Quốc. Con chim bồ câu này bị bắt vào đầu tháng 5 năm 2023 tại một khu cảng ở thủ đô Mumbai. Truyền thông Ấn Độ cho biết, do con chim bồ câu có đeo hai chiếc vòng bằng kim loại có khắc những ký tự giống chữ Hán, nên người dân địa phương đã giao nộp nó cho lực lượng cảnh sát. Cơ quan chức năng Ấn Độ nghi ngờ đây là một thiết bị gián điệp nên đã giữ con chim bồ câu ở bệnh viện thú y Bay Sakabai Dinsho Petit. Sau 8 tháng giam giữ và điều tra, con chim bồ câu này đã được xác định là thí sinh thất lạc từ một cuộc đua chim bồ câu ở Đài Loan. Khi đã có kết quả điều tra chính thức, con chim bồ câu này được chuyển tới Hiệp hội Chống Ngược Đãi Động Vật Bông Sau khi kiểm tra sức khỏe cho con chim bồ câu, các bác sĩ tại đây đã thả nó về với tự nhiên. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên cảnh sát Ấn Độ bắt giữ chim bồ câu vì lý do an ninh. Vào năm 2020, cảnh sát Kashmir đã bắt giữ một con chim bồ câu bay qua biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan. Con chim này sau đó được thả vì nó không phải là một thiết bị gián điệp mà thuộc về một ngư dân ở Pakistan. Hồi năm 2016, một con chim bồ câu cũng đã bị bắt giữ vì có mang theo một mẩu giấy chứa thông điệp đe dọa thủ tướng Narendra Modi. Chuyển đến phần tin tại Việt Nam, sáng nay, tàu 408 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã cập cảng căn cứ Cam Ranh an toàn và bàn giao 5 ngư dân gặp nạn trên tàu cá BD96927TS cho các cơ quan chức năng. Trước đó vào ngày 23 tháng 1, tàu câu cá ngự đại dương BD96827TS do ông Võ Ngọc Dân, 45 tuổi, ở phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm thuyền trưởng trên tàu có 5 ngư dân bị sóng gió lớn đánh chìm cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam khoảng 33 hải lý về phía Đông Nam. 5 ngư dân trên tàu cá gặp nạn đã được tàu số 471 của lực lượng Hải quân Việt Nam cấp cứu, chăm sóc y tế, đưa vào đảo Song Tử Tây. Đến ngày 31 tháng 1, tàu 408 nhận lệnh đón 5 ngư dân này đưa về đất liền để họ kịp đón Tết Giáp Thìn cùng với gia đình. Tin tiếp theo Thông tin từ cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, đến 9 giờ 30 phút ngày 2 tháng 2, sương mù đã giảm, bảo đảm điều kiện cất cánh đối với các chuyến bay khởi hành từ sân bay Nội Bài. Riêng các chuyến bay hạ cánh xuống Nội Bài vẫn cần sự hỗ trợ của hệ thống thiết bị hạ cánh chính xác ILS mức độ 2 CAT2 để bảo đảm an toàn trong điều kiện tầm nhìn vẫn còn hạn chế. Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết, ngoài sân bay Nội Bài, vào đêm ngày 1 dạng sáng ngày 2 tháng 2, các sân bay Điện Biên, Thọ Xuân, Thanh Hóa, Vinh bị ảnh hưởng bởi sương mù, mưa phùn, mây thấp dưới tiêu chuẩn khai thác. Cụ thể, từ khoảng 2 giờ 15 phút đến 9 giờ 30 phút ngày 2 tháng 2, sương mù dày và trần mây thấp làm hạn chế tầm nhìn của phi công, khiến các chuyến bay tại sân bay nội bài không hạ cất cánh được. Cảng hàng không quốc tế nội bài đã kích hoạt phương thức điều hành bay trong điều kiện tầm nhìn hạn chế. Tuy nhiên để bảo đảm an toàn, một số chuyến bay đã phải chuyển hướng hạ cánh sang sân bay khác hoặc hoãn chuyến, bay vòng chờ thời tiết tiếp thu. Theo thống kê sơ bộ của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, có khoảng 37 chuyến bay không thể hạ cánh xuống sân bay trong thời gian nêu trên, trong đó có 12 chuyến bay đã chuyển hướng hạ cánh tại các sân bay lân cận. Đồng thời có 54 chuyến bay có lịch khởi hành từ Nội Bài phải lùi thời gian cất cánh để chờ thời tiết tốt hơn. Riêng sân bay Điện Biên, do sương mù tan chậm nên 11 giờ ngày 2 tháng 2 mới có thể tiếp thu máy bay khi thời tiết tốt hơn. Thưa quý vị, bản tin tối của DKN xin được kết thúc tại đây. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất của chúng tôi. Mọi đóng góp và nguyện vọng hợp tác xin gửi tới hộp thư contacta.dkn.tv Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và đồng hành của quý vị. Xin thân ái, chào tạm biệt.